chào quý bà con. Tôi là Nguyễn Văn Sâm, là nhân viên của công ty Thần Vương. Hiện tại tôi đang công tác ở thị trường Quảng Ninh. Thế bây giờ tôi sẽ dẫn bà con đi xem một ao của khách nuôi của chúng tôi ở khu vực Quảng Ninh. Thế là ao Anh Hùng ở khu vực Đông Triều Quảng Ninh. Đây là anh Hòa, là nhân viên của anh Hùng. Hiện tại thì anh Hùng đang thả 3 ao, 2 ao tròn 500 và 1 ao bê tông 2000. 62 ngày này. Tôm 62 ngày. Đấy, màu nước rất đẹp đấy. Tôm rất là bóng. Rồi, ok anh. Hiện tại thì ba ao nuôi của anh Hùng đang thả 370.000 cốt. Về size tầm 60 con. Đây là nước xử lý của anh Hùng đây. Rất là trong. Trên này nuôi hoàn toàn bằng nước giếng khoan nhé quý vị. Đấy. Còn đấy cùng có mày rồi, ok đây. Còn áo tròn đấy, em mình đi xem nốt cái ao bên này. Ao này là 2000, hiện tại anh đang thả 240.000. Tại thời tiết miền Bắc đã bắt đầu chuyển lạnh nha. Tôm ăn có chậm hơn các ngày. Hiện tại thì anh Hùng đang dùng một số sản phẩm của Thần Vương. Thì bây giờ tôi sẽ đi review một số sản phẩm anh Hùng đang dùng để quý bà con cùng tham khảo.
Vâng, và đây một số sản phẩm của Thần Vương. Anh Hùng đang dùng là bộ 3 Canfota, áo qua mốt và Prout. Đấy. Về nó diệt nấm thì anh có dùng thằng Quân Cốc. Đường ruột thì anh có dùng thêm thằng Prosur. Diệt khuẩn anh có dùng Aquadin. Ngoài ra còn một số sản phẩm như là vi sinh thì anh dùng Solimax. Gan anh dùng Herga. Đây, ngoài ra còn có cả Atomic đây. Một dạng bao thức ăn. Đấy, còn 3 can. Đó là... Công nhân, công nhân. Về qua đây thì tôi cũng sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cho bà con. Ở đây vì môi trường của nước của mình là nước giếng khoan hoàn toàn 100%, thì cái lượng khoáng rất là kém, độ phèn thì cao mà độ mặn thì thấp, nên quý vị nên chuẩn bị nước thật là tốt để khi cấp vào nuôi thì con tôm nó sẽ không bị ảnh hưởng đến môi trường nhiều. Vấn đề thứ hai nữa là mùa này thì ở miền Bắc bắt đầu cũng trở lạnh dần, thì bà con để ý về vấn đề thức ăn căn cám, chúng ta có thể giảm bớt cám và tăng thêm cái lượng vitamin tổng hợp, tức là bổ sung cho nó thêm các cái chất khoáng, các cái vitamin tổng hợp như B6, B1, B6, B12 để con tôm nó ăn nó hấp thụ nó khỏe hơn. Vâng, xin cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Xem nút cái này ra.